Để giữ ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn, lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh trên thị trường nội địa, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 6 tháng đầu năm 2019, đội đã tổ chức kiểm tra xử lý trên 291 vụ vi phạm với số tiền phạt trên 2 tỷ. 6 tháng cuối năm, đội quản lý trường số 1 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra nắm địa bàn, nắm tình hình thị trường, kiểm tra xử lý các cái trường hợp cố tình vi phạm. Lực lượng hải quan, biên phòng thường xuyên cắt cử người canh gác, chốt chặn tại các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi xuất nhập cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa vào thị trường nội địa. Lực lượng liên ngành, trạm kiểm soát liên hợp dốc Quýt đã thực hiện kiểm tra, tuần tra, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật cả ban ngày lẫn ban đêm. Thế nhưng số vụ việc vi phạm thì không hề giảm. 6 tháng đầu năm 2019, trong tổng số 3.181 lượt vụ các lực lượng chức năng 389 ở Lạng Sơn kiểm tra, có tới 2.423 vụ vi phạm pháp luật đã bị xử lý, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2018. Số lượng năm nay bắt giữ rất là lớn, trên 3.000 vụ với trên 61 tỷ đồng, đặc biệt là số lượng rất lớn so với cùng kỳ năm 2018. Tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa ở trong nước và nước ngoài để lưu thông trên thị trường nhằm trục lợi trên địa bàn Lạng Sơn đang có nguy cơ diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trạm kiểm soát liên hợp dốc Quýt thực hiện 83 lượt vụ kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa, tất cả đều vi phạm. Vụ việc gần đây nhất chúng tôi ghi nhận, lúc 2 giờ sáng ngày 9 tháng 7 năm 2019, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29B11261 lưu thông trên quốc lộ 1B thuộc địa phận xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có dấu hiệu chở hàng hóa vi phạm pháp luật đã bị tổ công tác số 1 trạm kiểm soát liên hợp dốc Quýt dừng xe kiểm tra. Trên xe chất đầy hàng hóa, lái xe chỉ xuất trình được một tờ hóa đơn bán hàng trị giá 23 triệu đồng. Hàng hóa đối tượng vận chuyển có dấu hiệu sản xuất ngoài Việt Nam, hầu hết không có nhãn mác thông tin chỉ dẫn hoặc đã được in dán nhãn mác giả mạo thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam. Toàn bộ hàng hóa và phương tiện vận chuyển đã bị tạm giữ để xác minh, xử lý theo pháp luật. Trước đó, ngày 7 tháng 7 năm 2019, tại khu vực chợ Hữu Nghị thuộc Trung tâm Thương mại Sài Gòn Lạng Sơn, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cùng với Công an tỉnh và Biên phòng cửa khẩu đã phối hợp kiểm tra 3 kiosk, cũng đã phát hiện 280 kiện hàng với 8.400 chiếc cốc giữ nhiệt. Trong đó, một số sản phẩm đã được các đối tượng in ấn giả mạo hình ảnh các thương hiệu nước ngoài mang xuất xứ Thái Lan. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hàng hóa và tang vật để xử lý. Một trong những nguyên nhân khiến hàng lậu ở Lạng Sơn luôn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp là do chính sách pháp luật về hóa đơn chứng từ lưu thông hàng hóa còn sơ hở, đã bị các đối tượng lợi dụng khiến cho việc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng gặp khó khăn. Bằng nhiều văn bản trong nhiều thời gian vừa qua, với các cơ quan ngân hàng trung ương, đặc biệt là thuế bộ tài chính, để có những cái chỉ đạo cũng như là sửa đổi bổ sung các quy định về hóa đơn chứng từ, đặc biệt là đối với những việc mà hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng là có cái hiện tượng lợi dụng cái hoạt động hợp thức hóa trong hàng hóa nhập lậu. Ngoài ra, theo Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn, ở trong nước nhiều nhóm mặt hàng sản xuất còn chưa thể cạnh tranh được với hàng Trung Quốc về mẫu mã, chủng loại cũng như giá cả. Đời sống của người dân khu vực biên giới còn khó khăn, dân trí thấp, một bộ phận đã tiếp tay cho buôn lậu. Buôn lậu thu được lợi nhuận cao, các đối tượng đã không từ một thủ đoạn nào để thực hiện hành vi. Lực lượng thực thi công vụ ở một số nơi, một số đơn vị còn chưa thực sự nghiêm túc, chưa quyết liệt và chưa thực sự hiệu quả. Chế tài xử lý vi phạm cũng chưa đủ mạnh và chưa đủ sức răn đe. Những tồn tại hạn chế này cần phải được chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan có thẩm quyền quan tâm sớm khắc phục.